Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đấu gỗ nội thất Hữu Huân. Và trong video clip của buổi trưa hôm nay thì cơ sở đấu gỗ nội thất Hữu Huân xin trân trọng được bàn giao cho chú Huân ở Mỹ Đức, Hà Nội một bộ bàn ghế Louis Hoàng gia hoa hồng được làm bằng chất liệu gỗ hơn đá. Và sau đây em xin mời tất cả các bác và tất cả quý vị khách hàng cùng vào phòng khách nhà chú Huân để chiêm ngưỡng gian phòng khách nhà chú khi được kê vào bộ Louis Hoàng gia của bên em vào các bác nhé. Cũng như là em sẽ giới thiệu qua luôn về bộ bàn ghế Louis Hoàng gia của bên em được làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì bộ này thì chú đặt bao gồm thì có 6 món như trên màn hình, gồm một chiếc đoản dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn lớn, một chiếc đôn cao và một chiếc đôn con. Về phần đầu tiên là chiếc đoản dài. Chiếc đoản dài này thì bên em muốn thiết đoản dài là 2m62, cao là 1m41 và sâu của em là 80. Về phần đầu tiên là về phần chương. Chương của bên em là chương liền khối các bác nhá. Chương này chương liền khối dày 10 phân đục hoa hồng. Đấy, chương liền khối dày 10 phân đục hoa hồng. Phần vai đây các bác có thể thấy, nhìn phần vai đây rất to rất khỏe luôn. Đấy. Dáng vai bén cong vào cực kỳ đẹp. Còn te của bên em là te đặc liền liền khối các bác nhá. Te đặc nguyên khối các bác nhá, te đặc liền khối. Đó. Ván mặt của bên em là dày là 2 phân và làm nguyên phần tấm. Ván mặt của nó dày 2 phân và làm nguyên phần tấm. Đó. Khuôn tranh của bên em dày là 4 phân các bác nhá. Khuôn tranh dày 4 phân và dưới đường lớp khuôn tranh của nó sẽ là hai lực cột chỉ giá. Đây, hai lực cột chỉ giá. Chân của em là chân 14 các bác nhá. Chân là chân 14, dáng chân vén cong. Và yếm của bên em là yếm liền dày 4 phân. Yếm liền dày 4 phân. Và đoạn này thì bao gồm có 8 chân. Vách thì là hàng vách để trơn các bác nhá. Vách là vách để trơn dày 3 phân. Đấy, vách để trơn dày 3 phân. Vươn một tấm. Và tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì đồng kích thước là dài là 4m23, cao là 1m41 và sâu là 80. Đấy, phần trương là hoa hồng dày 10 phân. Đây, phần mặt sau của nó đây các bác thấy chiêm ngưỡng này. Đấy, phần mặt sau đây. Đó. Được đục tỉa lại, cạo lạo lại cực kỳ đẹp luôn và trơn tru luôn. Đấy các bác thể nhìn thấy. Đây. Ván mặt chọn lọc này. Đây, ván mặt. Ván vách được chọn lọc cực kỳ đẹp. Đấy, thì sang trọng luôn. Đó. Đây, phần ghế đơn còn lại. Đấy. Một bộ bàn ghế cực kỳ hiện đại của nhà chú. Còn tiếp theo về phần bàn. Bàn này thì bên em kích thước là 87 x 1m75. Đấy. Và cái bàn này thì khuôn tranh của nó thì dày là 5 các bạn nhá. Khuôn tranh dày 5. Ván mặt của nó dày 2 phân rưỡi. Đấy, đục là đục hoa lan tây. Và mỗi bên bàn sẽ có một chân kéo. Đây. Bàn sẽ có một chân kéo hoàn thiện để tinh kỹ từ trong ra ngoài. Và bản chân của cái bàn này là bản chân của nó là bản chân 16 các bác nhá. Bản chân 16. Đấy, bản chân 16. Còn về phần trước đôn cao thì có kích thước là 45 x 55. Đấy. Và trước mặt trước đôn cao cũng sẽ có một chiếc cần kéo. Đây. Hoàn thiện thì tinh kỹ từ trong ra ngoài. Bản mặt đôn cao thì em để chơi. Đấy. Còn phần cuối cùng là về phần trước đôn con thì có kích thước là 45 x 45 các bác nhá. Đây. Còn đây là không gian phòng khách của nhà chú Hân. Chú Hân khi được kê vào. Đấy. Một bộ bàn ghế khi kê vào không gian nhà chú Hân. Núi Hoàng Gia cực kỳ hiện đại và sang trọng. Đây. Còn đây là chú Hân. Yeah, ông có chia sẻ và nhận xét gì về bộ bàn ghế của ông? Nói chung là bộ này là cũng là được. Dạ. Ừ. Hôm trước thì tôi bảo là có chuẩn không thì chị bảo chuẩn thôi. Dạ. Thì nói chung là cũng là được, đẹp. Dạ. Ừ, thì xin cảm ơn ông. Dạ. Rất cảm ơn ông và gia đình đã ủng hộ cơ sở bên cháu. Chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn ông rất nhiều. Và bác nào mà đang quan tâm đến mẫu Louis Hoàng gia này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0988 6855, hoặc là các bác
bác có thể kết bạn Zalo để được bên em tư vấn. Bên em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bác với tất cả những mẫu sản phẩm các bạn đang thích. Các bạn quan tâm cơ sở em, video của em cũng xin đóng tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của Minh Cơ Sở Em. Giờ thì xin chào và gặp lại các video tiếp theo.